Hi, xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Còn vài ngày nữa thôi là đến Tết âm lịch của người Việt Nam rồi. Hôm nay thì gia đình của Bằng xuống Lido Sài Gòn để đi chơi và quay cho mọi người coi cái cảnh người Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại đang đi chợ Tết để mua bông hoa, mứt trái về để chuẩn bị mừng một cái mùa xuân mới. Xa xa đằng kia là cái chợ ABC. Ở đây là nguyên một cái dãy sạp bán đồ của người Việt mình nè. Đó, dài qua tới đây luôn. Quá trời đông. Bây giờ mình sẽ đi lại gần hơn để quay cho mọi người cùng coi. Hai cô. Cô giống mình như nãy Bằng gặp nghệ sĩ Hồng Nga quá ta. Dạ. Dạ. Hai anh. Giống anh gặp nghệ sĩ Hồng Nga quá em. Anh nhìn thấy giống quá mà anh không biết phải không. Ở đây là bán lì xì, bao lì xì. Có lần chưa anh? Anh không thích lần hả? Không thích lần. Nó không thích á. Thích là anh đòi à. Có màu đỏ này nè chị Lan. Không thèm nhìn luôn. Không thích luôn. Thích chó. Đây là dừa tươi. Đây, dừa tươi. Cái này ở đây mắc lắm nha. Hàng hiếm á. Ok. Cây này cây nụ tâm xuân. Đào hả? Đào. Hoa đào đúng không? Ồ, có cái mai nhỏ cho anh đẹp không anh? Nè. 95 đồng chả. Cái mai hả? Mai Việt Nam hả? Cái đó mai Việt Nam đó em. Cái 80 thì là họ phải tứ quý. Ôi mà mai tứ quý luôn. Nhưng mà có còn cái khác mà nó đã nở. Thì mai tứ quý mà phải mai vàng đâu em. Không phải hả? Em tưởng có loại mai vàng đấy. Chậu nhỏ 85 đồng. Ừ. 85 đồng chậu. Mua là bữa nay là mai không rồi. Ừ. Thì em muốn có đây là mai bó 80 đồng. Đây là nguyên một bữa hoa luôn. Cherry. Cái quýt thấy ngon. Cái này mẹ con ăn cherry con. Ok. Yeah, very sweet. Yeah, people very like. Help me. Can you help? No, I'm okay. Hold on. Help. Okay. Can you one? Thank you. Wait. Is that sweet? Yeah, sweet. Yeah. Okay. One. Okay. Mùa này có cherry ta lạ nhá. Mùa này mà có cherry ha lạ ha. Really? I'll take you.
Which one do you think is the fresh one? Is this? Oh, last month. Okay, lấy một túi đi. Chile, from Chile. 1 month move here. Okay. Okay. Season for Chile. Chile, from Chile, no to California. California next. California has July. What about the okay, Chile, huh? $1.25. $1.25. Yeah. Oh no, maybe this is 150. Em? No, don't cut it. Cherry của Chile. From Chile, yeah, New California. Yeah. Man? Yeah. How much is that? Let's see, like. Đây. Ở đây có bán cherry mà của Chile. 19 tháng. Ba người ba. Con mang cái đây nè, con tỏi vô tay nè. Nặng lắm á. Rồi, bé ăn có một bịch cherry. Đi tiếp con. Cầm cái gặp nha. Đi con, đi con. Em ơi, em. Không nói ngọt lắm hả? Không nói ngọt hả? Ờ. Oh yeah. Wow, quá trời trái cây luôn. Ủa, xoài, xoài non là chín nghe em. Ủa, xoài này, xoài chín mà xoài non. Vậy hả? Ờ, cái loại xoài non. Đu đủ mẻ không bán sạch không? Nè, nụ tâm sung. Cái này hả? Nó bán nhiều đó. Hình như chắc bán cây quá, không thấy cô để bó. Bán nhiều chợ Tết. Chính xong, cái này vậy. Ơ, dập hơn con à. Đây, ba cầm cho. Ba cầm cho ăn nha. Nặng lắm con à. Nặng lắm ăn. Ba cầm cho. Ở đây mọi người đang lựa hoa quá trời luôn. Gia đình em cũng sẽ mua nụ tầm xuân. Đây, mấy cô này đang lựa hoa cúc. $14 đó em. Ồ, con muốn cầm hả ẩn? Nặng lắm con, cầm có thể gặp đó nha. Con cầm nha. Cầm bên này với mẹ nè, cầm bên này mẹ. Rồi, đó. 7 đồng 1 chậu. Đây là dừa trái cây bà Tư. Wow. Quá lớn luôn. Không, chỉ có nụ tầm sưng ở đằng kia em à. Đây là hoa mai với hoa đào, quá trời luôn. Không biết cậu bán bao nhiêu, không thấy cậu để bó nha, chắc cậu bán cây. Có chừng... quá trời búp luôn. Dạ. 28 đồng bó hả? Ủa đâu thấy cổ cột theo bó đâu ta? Bằng một màu hả? Lấy một màu hả? 20. Chắc họ được chục cây á. Cái bông thì mua bông thì rồi cô bố cặp rồi chú. Có hả? Vâng ơi, sao vậy con? $28 một bó. Mà không mất sao mình thấy màu đỏ. Nó con. Hả con? Nó đi đâu nè? Bỏ vài cái, nó bỏ vài cái. Có ăn vài cái thì con ăn. Quá trời đông đúc luôn. Đông quá, ở đây đông lắm. Cái quýt này nhìn cũng ngon quá em.
quýt này nhìn lạ ha, nó màu hơi cam đỏ đỏ. Cái mai vàng này đẹp quá ha, mà nhỏ quá ha, nó hơi lùn. Mai tư quý mà nhìn rất đã. Đi qua phía bên kia thử đi em, còn cái tiệm hoa bên kia đó. Ở chỗ này đông quá, tí xíu rồi mình quay lại cũng được. Yeah. Gì á? Chim hả? Ừ, chim. Nắm tay ba nè. Con nữ. Wow. Đúng rồi. Màu nào ra màu đó. Ờ. Nó có để mẹ cầm cho. Mẹ có lấy không? Ôi, nếu mà có bán thằng màu cũng có. Không, có mua mỗi màu đỏ. Cậu đâu có mix cho mình không? Ok. Đi em. Cầm cái trầy tay cái nhà. Để thôi, có màu đồng đi cho mình. Ở đây anh ơi. Nè, mẹ cho ở nhà đi. À, phía bên kia còn một cái tiệm bán hoa nữa. Xuống không? Anh ơi, nắm tay xuống không? Yeah. Bước lại, bước lại. Quá trời đông luôn. Xe đậu hết parking luôn rồi. Trong đó cũng có nụ tầm xuân kìa. Ô đây cũng hoa mai nè em. Cây hoa đào nè, 35 đồng một cây, một ngàn một bó nè. Sao nè em? 35 đồng một nhánh hả? Nở kịp không? Không thấy giá ta. Cái này 35 nè, cành ngắn hơn nè em. Ở đây 35 giờ. Cái này cũng là 30. Mai nhật á. Đấy hai bó luôn hả mày? Này là 35 mà chỉ 30 hả? Ừ. Chắc sẽ A3 đi giỏi nè. Em mấy tuổi rồi? Gần 2 tuổi rồi đó. Yeah. Gần đây. À. Ba đang quan nhá. Ôi nhà sorry bác. Hello. Chắc mới được một cháu hả? Dạ.
Quá tuyệt vời. Con chào ông đi, bye ông nè. Oh God, okay. Đi gió ông cái. Bây giờ mà lẻ quá vậy chứ. Tôi để 5 phút cho nó có mùi thơm nhưng mà bây giờ có chút xíu. Trời ơi, dễ thương quá trời. Phải, dễ thương quá. Dạ. Trong cái lông mày á, cũng đẹp nữa. Mình lớn lên này chắc chết quá. Cái này ok nè. Em thấy cái này đẹp. Cái này nở hết rồi ha. Ừ. Cái này thì nó nở tới bữa đó không biết sợ nó nở hết không. Cũng có búp nhưng mà cái này thì búp này nhưng mà em thấy cái bông bên này nó xư nó xay hơn. Mà chậu mình bỏ anh thử cắm chậu được không? Cái đào nào cô? Chắc ngắn búp. Cái đào đó ba. Cắt ủ cái cây rồi vậy mà anh cắt cắt ở đâu? Không nổi đâu ạ. Thì phải mua cây ngắn thôi. Ừ. Chứ cây chậu mình nhỏ. Cái này cũng búp nhiều nè em. Ừ, chắc lấy đào. Đào nào? Đào này sao vậy cô? Đào đó, nếu mà có lấy đào đó thì Lan tính cho con giá đặc biệt. Dạ. Ờ hả, có lấy gì Lan tính có 25. 25 một nhánh hả? Đây là... Một bó. Một bó hả? Dạ. Để bà Lan nói con nghe nè. Đúng đặc biệt luôn đó. Nè, để bà Lan. Trời ơi. Đi mua hoa được lì xì nữa. Có ạ, ba cái đó. Khoanh tay ạ. Khoanh tay ạ. Bà ạ. Xin nữa hả? Đâu còn đây xin. Ờ. Cô này bán hoa dễ thương lắm nha. Em đẹp cho bà đi. Bán hoa còn lì xì nữa. Lì xì đi. Mua đào đi anh. Ừ. Cho bà đi. Cho bà đi, cho bà nghe. Đẹp quá. Cho mẹ nha, cho mẹ nha. Bà ơi, bà con trả tiền cho bà nè, hai tay đưa cho bà chứ. Trả tiền cho bà. Mình mua đồ của bà mà, trả tiền cho bà. Đưa cho bà. Hạ bà đi, hạ. Ừ. Rồi. Chỗ quà thì là quanh năm. Chỗ quà quanh năm. Quanh năm nó kém dạ ai cho một năm trời đó. Chỗ này dễ lửa ha. Ok, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Bye bye nè, bye bye bà nè. Bye bye bà. Đây là nhánh hoa đào của nhà em đây. 25 rồng. Dạ. 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 Ủa bữa nay chưa có hả cô? Dạ. Đúng rồi, phải sang phòng mua là vừa đó. Trời ơi cô bán hoa mà bán có tâm quá. Ok, đi thôi. Dạ, yeah, bye bye anh. Đây là nhánh hoa đào của nhà em đây. 35 đồng. Nhưng mà cô bóp còn có 25 đồng thôi. Yeah. Còn lì xì cho bé Ân nữa. Trời ơi quá trời dễ thương luôn á. Bây giờ thì sẽ đem hoa về nhà. Này chắc là bao nở luôn rồi. Tại vì nó đã nở hết là một nửa đã nở. Còn một nửa nụ thì chưa nở. Thôi còn nhỏ quá chưa chơi pháo được đâu. Rồi đây nè, bên trái nè mẹ. Từ từ qua mẹ. Bên đó đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.